Hello mọi người, là mình Blue đây. Thì hôm nay mình sẽ nói sâu hơn một chút về con Wild Forest này để cho những cái bạn mới thì chưa biết chọn tướng như thế nào hay là kiếm tướng như thế nào có thể uh, chọn được một đội hình và có thể kiếm được tướng ha. Thì mọi người có thể ấn vào dưới cái mục new là có cái lịch này. Thì ở đây ha thì uh, như mình là đã chơi từ đầu muốn giờ là được 15 ngày và mình đã nhận được cái premium pass. Thì những bạn nào chưa đủ ngày á thì mọi người có thể chơi mỗi ngày thắng ít nhất là 3 trận để có thể đạt được cái thành tựu này và đến ngày thứ 15 á thì mọi người sẽ nhận được cái premium pass miễn phí. Và ở premium pass á, thì mọi người hãy nhớ làm những cái task ở trong này thì có cái task heal 500 trong đêm dam này thì mình chưa có thể làm được vì mình chưa có tướng. Còn những nhiệm vụ khác thì mọi người cố gắng làm để mọi người lên được level. Thứ nhất là để được cộng thêm điểm vào cái play to earn rope. Thứ hai là mọi người có thể có nhiều hòm để mở ra những con tướng để mọi người có thể nâng lên bằng những cái đồng token này nữa. Thì đây là cái cách duy nhất để cho những người mới bắt đầu chơi từ mùa này, tức là mùa 6 này, có thể kiếm được tướng rồi. Và rồi, vậy thì mình sẽ chọn đội hình như thế nào để có thể uh, tối đa hóa được cái sức mạnh. Thì nó cũng tùy phong cách đánh ha. Thì ở đây mình sẽ có tướng ở trong Wild Forest sẽ chia ra làm ba loại là tay ở 1, tay ở 2 và tay ở 3 thì tùy theo đó thì khi mọi người muốn gọi ra con lính tay ở cao hơn thì cái nhà lính của mọi người cũng phải nâng cấp đến cái bậc tương đương ví dụ như là tay ở hai thì mọi người cần nâng cấp lính lên level 2 nhà lính lên level 2 ha rồi đầu tiên là tay ở một thì có những con như nào là mạnh thì uh, mọi người nhìn thấy ở đây thứ nhất là con xương uh, skeleton này thì con này nó có cái ưu điểm là nó chạy nhanh này tốc đánh của nó nhanh chỉ có 0,8 giây cho một đòn đánh thôi và đam cũng khá nhưng mà điểm yếu của nó là không đánh được những con trên không và máu và thủ nó rất thấp nó không có thủ luôn đó thì đây là một trong những con có thể khắc chế được con cung ha vậy thì tiếp theo đến con cung đây là một con hiện tại đang có thể nói là mạnh nhất ở tay một hiện tại thì đầu tiên là máu và đam cũng khá cao này ách thách con đao là cũng chỉ có một giây cho một đòn đánh thôi và đam cũng khá và con này thì nó đánh được cả con trên không và con trên mặt đất đó thì mọi người có thể thấy những cái hiệu ứng đặc biệt của từng con tướng ở góc bên trái phía dưới này. Thì ở đây này. Con này là con chạy dưới mặt đất và nó có thể tấn công được cả con bay ở trên trời lẫn là uh, con ở dưới đất ha. Rồi thì con cung này là không thể thiếu được rồi. Rồi tiếp theo là đến con tay ở uh, một tiếp theo mình đang dùng là con mau fly. Thì con này thì nó có cái ưu điểm là bay trên trời thì mình có thể khắc chế được những con ở dưới mặt đất như con la hay là con xương vừa nãy. Thì con này thì nó chỉ có điểm yếu là đòn tấn công của nó sẽ chậm rất là chậm chậm hơn uh, gấp rưỡi con uh, cung ha, thế nên con này ấy, nó gặp con cung là nó à. rồi con uh, tay ở một tiếp theo mà mọi người cần chú ý là con spear thì ở đây mình sẽ không có con đó rồi thì mọi người có thể tưởng tượng con đấy là cái con cầm giáo á một tay cầm giáo thì con đấy nó sẽ chọc xuyên giáp ha rồi tiếp theo con tay ở một mà mình có thể thay thế con xương bằng con đó chính là con crown uh, uh, này là con quạ lắm thì con này nó sẽ giống y như con linh ra ở tier hai là nó sẽ chạy đến khi mà gần địch một khoảng nó sẽ nhảy vào nó chém và attack cooldown của nó là đòn đánh của nó chỉ có 0,6 giây trên một đòn đánh thôi dam cũng khá là ok và damper second của nó này mọi người nhìn này mặc dù dam của nó là 16 nhưng mà damper second của nó là 26 cộng 1 là 27 thì con này cũng như xương thôi máu và máu nó rất thấp và tốc chạy nó cao đó Uh, thì đó là những con tay một thì mình có thể điểm danh lại là con uh, Superman này con xương này con uh, quạ này con mau fly uh, con cung thì đó là những con tay một đang rất là mạnh hiện tại Rồi đến tay ở hai thì sao tay ở hai thì những cái con mạnh thì hiện tại mình đang có tất cả ở đây rồi là ba con này Thứ nhất là con mèo thì con này nó mạnh ở đâu đầu tiên là attack của nó rất là thấp nó chỉ 0,9 giây cho một đòn đánh mà thôi đam của nó thì cũng được dạng bình thường thôi nhưng mà nó có một cái là bao sinh ách thách tức là nó sẽ nảy nó có nghĩa là nó có thể đánh được aoe á nó sẽ nảy giữa nó đánh tối đa aoe được ba con tức là nó lẩy từ con này sang con khác á rồi thứ hai là nó có thể đánh được cả con trên không lẫn con dưới con dưới mặt đất đó thì đây là cái điều khiến cho cái con này nó đang rất là mạnh ở cái phiên bản hiện tại rồi con tiếp theo con linh ra con này thì khỏi phải nói rồi ha tấn công cao này máu khá có giáp luôn tốc độ chạy cao, Damper second cực kỳ cao luôn. Và nó còn có cái chiêu tốc biến nữa. Đó, nhưng mà nhược điểm duy nhất là bị những con trên không khắc chế thôi, vì nó chỉ chém được con ở dưới mặt đất. Đó. Rồi, con tiếp theo ở tay ở 2 mà mình muốn nhắc đến là con uh, con này, con Piccopter. Thì đây con này nó cũng gọi là ở bậc trung trung thôi, nó không phải con quá mạnh cũng không phải con quá yếu bởi vì sao? Con này là con bay trên không. Thì nó khắc chế được những con chỉ Uh, đánh được con ở dưới mặt đất. Cái thứ hai là con này nó sẽ có đòn đánh AoE, tức là nó sẽ đánh được đa mục tiêu á. Nhưng mà cái điểm yếu của nó là chỉ đánh được những con ở dưới mặt đất mà thôi. Và nó sẽ không thể đánh được những con bay bay trên trời. Nên đây cũng là một điểm yếu, cho nên là con này cũng thường dạng là trung bình thôi. Còn uh, đến cái phần thứ ba là con tay ở ba, thì hiện tại mình đang thấy có uh, thường thì mình sẽ không dùng đến con tay ở ba này nhiều trừ khi có những cái trận đấu mà rất là căng thẳng và dài hơi á thì thường thì mình sẽ thấy người ta sẽ dùng con gấu này và mình cũng đang dùng con gấu thì con này nó sẽ máu và giáp của nó rất là cao đó Damper sẽ second đam tay của nó cũng rất là cao ha nhưng mà đổi lại là cái attack cooldown của nó là chậm thì hai giây nó mới đánh được một đòn á rồi có trường phái thứ hai nữa là mình thấy người ta chơi con xe tăng thì con đấy là mình không có ở đây rồi bởi vì mình tặng cho người khác rồi thì con đấy thì nó sẽ máu và đam các thứ nó đều thấp hơn con này nhưng được cái là nó sẽ đánh được aoe và nó đánh được cả con trên trời dưới đất ha thì con xe tăng cũng là một con mạnh rồi còn tiếp theo là con này thì mình cũng chưa thử thì mình có thể thử xem lại ở đây ha thì đầu tiên máu đam attack cooldown đều thấp hơn so với con gấu của con kia nhưng đổi lại là tốc độ đánh à, tốc độ chạy của nó khá là cao này rồi thứ hai là những đòn đánh của nó là có bị chảy máu này thì con này thực sự là mình thấy là rất ít người chơi và bị đánh giá rất là thấp thường thì người ta sẽ chơi con gấu và con xe tăng ở tay ở ba nhưng mà cũng ít trận đấu nào dùng đến á cho nên mọi người cũng không cần cá quá quan tâm đến con tay ở ba đâu Được. mọi người đa số những trận đánh ấy, thì sẽ kết thúc khi mà chỉ dùng đến con tay ở hai mà thôi rồi thì đây là cái phần mà chọn tướng và cách kiếm tướng cho mọi người ha rồi vậy Tiếp theo mình sẽ nói sơ qua phong cách đánh một tí thì đây là cái phong cách đánh của mình thôi nha chứ không phải là phong cách chuẩn hay là phong cách vip vào rồi đi đâu thì thường mình sẽ phong cách đánh của mình là ép ép luôn uh, nhà địch từ cái những cái phút giây ban đầu đây như ở đây thì mình sẽ xây luôn hai cái nhà lính ở đây rồi sẽ gặp đối thủ đánh rồi đấy như thường thể thường thường, thường mọi người thấy á, thì nó sẽ xây một nhà lính và một nhà uh, một nhà năng lượng đúng không? Nhưng mà mình sẽ xây ba nhà lính luôn và một nhà năng lượng rồi mình sẽ gọi hai con cung để đề phòng nó gọi ra con bay á rồi sau đó thì mình sẽ spam luôn con uh, xương này ha bởi vì với cái lương lượng rất là thấp để triệu hồi chỉ là chỉ có ba mà thôi thì đây là một lựa chọn khá là hợp lý khi mà người ta không có con mau fly ha kể cả khi nó gọi ra con lila sớm thì mình vẫn áp đảo về quân số và mình có thể lấy được luôn lợi thế từ ban đầu ha đó. Như vậy là mình đã lấy được lợi thế. Như vậy là lắm chắc phần thắng rồi đó. Kể cả nó có quân tím quân vàng. Thì bây giờ gọi ra cũng không thể nào mà kịp nữa rồi. Đó. Thì mình sẽ xây thêm bù nhà năng lượng lại. Để mình lấy năng lượng. Mình nâng cấp nhà lính. Và cái ô gần nhất này mình sẽ để dành để mình xây một cái barrack. Một cái nhà lính nữa. Đó. Rồi và bây giờ mình sẽ chia đi để mình uh, ép tiếp thôi. Mình sẽ ép đến khi mà nó không còn đất nữa thì thôi. Thì nó tự thua. Bởi vì hiện tại mình đang chơi là phong cách ép thì chỉ có con level 1 thôi và level 1 thì công nhà rất là khó cho nên là mình sẽ chưa lựa chọn công nhà bây giờ khi nào mình cảm thấy mà một cái quân lực của mình đủ để phá được cái nhà chính rồi ấy thì mình mới công nha nếu không á, thì có thể bị uh, lật kèo á mọi người rồi mình sẽ thêm một cái barrack ở đây nữa như vậy thì gần như là một phần trăm mình thắng trận này rồi ôi nhà địch cũng không gọi luôn rồi thế mình sẽ tấn công luôn nhà chính nhá rồi, thế thì spam lính uh, ra nhiều nhất có thể để để bem nhà lính nó à để bem nhà chính của nó thôi đó rồi, khi mà mình đã xây được những cái nhà lính ở gần so với trụ của đối phương á mà đối phương không còn lính để phòng thủ nữa thì chắc chắn là mình thắng rồi rồi như vậy thì cái trận này cũng chính là cái trận mà dễ dàng nhất để uh, chỉ cho mọi người cái cách mà đánh ép ngay từ phút ban đầu của mình và đó chính là tất cả những thông tin mà mình muốn gửi đến mọi người trong cái video này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp mọi người ở những cái video tiếp theo. Bye bye.